Hôm nay tôi làm một món thủ công thú vị. Vừa là giấy truyền thông điệp vừa là tích cơ hình dáng. Bạn có thể làm tặng người thân của mình. Dùng 2 tờ giấy kích thước 5 dấu nhân 8. Tôi vẽ trang trí lên giấy nè. Ghi thông điệp yêu thương bạn muốn gửi. Dán chồng lên nhau. Giờ tôi sẽ làm một chiếc bao thư thủ công. Chỉ dùng vài đường gấp, không dùng keo. Vậy là xong ơi, chúc bạn thành công. Thank you.
Thank you.